Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay rất là vui mừng thông báo với các bác là toàn thể các bác rằng là được đẩy đi Aquatic PX4008 dòng chạy McLaren TD tiếp tục qua hàng về cửa hàng em với số lượng khá là nhiều. Đấy, thì hôm trước rất nhiều các bác liên hệ, tuy nhiên là cái số lượng hàng là nó không còn đủ để đáp ứng với nhu cầu của các bác. Thì lần này em sẽ nhập về cái số lượng hàng nó nhiều hơn một chút để phục vụ được tất cả các bác. Thì phải nói đây là một trong những cái dòng đẩy duy nhất trên thị trường là dám hãng dám cam kết với các bác là bảo hành 2 năm. Đấy, bảo hành 2 năm với một điều kiện thì các bác là không phải sửa các bác nhé. Hãng cam kết là không sửa, tức là chúng ta biết rằng là cái con đẩy này là nó phía trong của nó là mỗi kênh của nó sẽ là chạy một bo mạch riêng. Đấy, bo mạch riêng, khi mà lỗi bo nào thì họ sẽ thay cho chúng ta cái bo đó luôn chứ không cần phải sửa các bác nhé. Thì đó là một cái sự cam kết cực kỳ là ấn tượng của hãng này, kèm theo là bảo hành 2 năm. Một cái đặc điểm nữa đối với dòng đẩy này rằng là hãng còn bao cho các bác rằng là đo thoải mái, tức là chúng ta có thể dùng bất kỳ thiết bị nào chúng ta đo công suất của cái dòng đẩy này đảm bảo đủ 800W một kênh, không bao giờ làm thiếu các bác nhé. Đây là một cái dòng đẩy mà vừa rồi nó cũng là tạo lên một cái cơn sốt ở trên thị trường, với hiệu suất cao, tiếng hay, thời gian bảo hành dài và độ ổn định cực kỳ là cao luôn. Thì nói về con đẩy thì chúng ta phải quan tâm một chút đến cái thương hiệu của nó. Thì đây là cái thương hiệu D Aquatic, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng đến từ nước Đức các bác nhé. Những cái dòng D Aquatic thì đang được cửa hàng Nam Tép phân phối độc quyền tại khu vực Thanh Hóa. Số lượng của cái dòng đẩy này thì mỗi đợt bên hãng nhập về tới rơi vào tầm hơn 100 con. Thì bên cửa hàng mình là ví dụ như là có nhập lấy là, tức là họ sẽ chia các đại lý, thì mỗi đại lý thì nó cũng rơi vào tầm được khoảng hơn chục con, nhiều thì được 20 con. Ví dụ như là cửa hàng bên Nam Tép thì doanh số nó nhiều thì họ sẽ cho khoảng 20 con. Thì hết đợt này thì họ lại đặt đợt khác chứ không bao giờ họ đặt 1.000 con hoặc là bao nhiêu. Tại vì là cái khâu qua pin nó cũng khá là lằng nhằng đối với những cái sản phẩm này. Thì đây là một cái trong những cái dòng đẩy mà Nam Tép khẳng định rằng là cực kỳ là khỏe, khỏe lắm. Em nói khẳng định với các bác là rất khỏe. Chạy McLaren TD thì chúng ta biết rồi, hiệu suất cực kỳ là cao, tiếng rất hay. Đấy. Con này thì hãng cam kết bảo hành cho các bác 2 năm. Cho nên chúng ta không bao giờ phải lo cái chuyện là đang chạy bị lỗi hay là thiếu ổn định, hay là chúng ta lo là hàng phách hàng nhái cái gì cả. Thì tất cả những cái hàng mà khi mà đẩy này, khi mà cửa hàng bên Nam Tép mà bán cho các bác thì đều có kèm phiếu bảo hành 2 năm cho các bác, sẽ in phiếu bảo hành kèm theo nhé. Cho nên mà các bác cứ phải trong quá trình sử dụng chúng ta là sẽ giữ cái phiếu bảo hành đó để chúng ta được bảo hành chính hãng. Thì ngoài ra những cái dấu hiệu nhận biết đối với hãng DE thì sẽ có một cái tem chính hãng của công ty SLV Lợi Nam. Đây, và ngoài ra chúng ta có thể là quét mã QR này để chúng ta liên hệ trực tiếp với lại bên kỹ thuật của công ty này để chúng ta check kiểm tra xem đây là hàng chính hãng hay không. Cái vấn đề hàng chính hãng thì các bác cũng không phải có quan tâm lắm, tại vì là khi mà các bác mua hàng tại cửa hàng bên em thì là bên em đã cam kết cho các bác là đây là một hàng chính hãng 100%. Thì cái số lượng lần này là cũng hơi nhiều một chút, tức là khoảng 20 con thôi, cho nên mà cũng đủ để các bác phục vụ chúng ta chơi đến trung thu, chơi tẹt ga luôn đấy. Đấy, thì đấy, rất mong là sự ủng hộ của các bác nhé. Đấy, chúng ta xem lại toàn bộ con đáy này nhé, rất chi là đẹp. Nặng lắm, con này nặng rơi vào tầm khoảng 30 cân, nguồn là nguồn rất chi là lớn nhé. Nói chung là dòng đẩy McLaren TD hiện nay là một trong những cái dòng đẩy mà rất nhiều các bác đang săn đón trên thị trường. Thì hôm qua em cũng đã làm cái clip phân tích là mạch nào hiệu suất cao hơn, mạch nào là công nghệ cao hơn. Thì các bác có thể là xem cái video là tối hôm qua mới đăng, là cái video là một số dòng đẩy đáng mua hiện nay trên thị trường. Đấy, thì các bác có thể là xem lại cái video đó nhé. Và em xin kết thúc video tại đây nhé. Bác nào có nhu cầu và muốn tham khảo giá thì các bác liên hệ trực tiếp với cửa hàng em. Tại vì là hiện nay đang có một cái vấn đề là giá nó đang hơi bị nhạy ngả cảm giữa các cái cửa hàng bên hãng này. Cho nên mà xin phép là trong video này em sẽ không công bố giá. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng em nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.